Ok, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để gửi đến anh em một cái sản phẩm mới ở bên shop mình. Thì đây là cái bộ lốc nồi côn dành cho cái xe Quay S 110 của hãng Honda. Tất cả các dòng Quay S 110 đều có lốc này. Thì mình có màu đen ha anh em, và có màu bạc nữa. Thì anh em cần thì em phải đặt hàng nha. Thì bộ lốc nồi này là của hãng Sumraxin Đài Loan gia công. Chất lượng rất là cao. Và bộ này thì có dành cho quay nữa nha anh em, có củ quay với rim luôn, có quay rim Quay S 110 siêu út. Các dòng xe nhỏ mà lên cung tay đó, thì bộ này là bộ full system, có nghĩa là anh em mua về là không cần mua thêm một cái gì nữa hết, nó sẽ có đầy đủ luôn. Lấy cho anh em coi. Mình sẽ đến phụ kiện trước ha anh em, rồi đến nhân vật chính sau nha. Ở đây mình có ti côn nè anh em xem, ti côn bằng inox không xếp đấy, ti kéo côn rất là đẹp. Ở đây có lò xo côn, bát giữ dây côn và một số phụ kiện như là ron thoát rồi đó, đầy đủ hết. Một cái tay côn ở phía bên trái đây, một cái cùm côn luôn, cái này full cùm luôn anh em ha. Rồi tiếp tục là một sợi dây côn, dây này là gắn zin cho Quay S 110 luôn, và các dòng quay khác là đều vừa nha, độ dài đều vừa phải. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho anh em xem cái lốc nồi. Đây là lốc nồi côn của Quay S 110 rất là đẹp, thấy không? Màu sơn đen bóng đẹp. Bên trong nè anh em, đây là bên trong của nó nè, đó rất là chính xác ha, lốc bằng nhôm anh em nghe tiếng nè, gắn như zin nha anh em, không chế một cái gì hết. Đây là cốt vò đạp nè ha, đây là lỗ nhớt nè, và đây là cái lỗ để bắt cái ti côn vô đây ha. Để mình cho cái ti côn vô như thế này đó, rất là chính xác nha anh em. Cái này là kéo côn nè. Đối với mấy xe nhỏ thì lên côn á thì cảm giác nó sẽ rất là tốt, khi mà lên chạy nó sẽ thể thao hơn, và mình vô số mình sẽ cảm giác được cái độ ga hơn, cái độ giật ga hơn đối với mấy cái xe số tự động. Và bộ nồi thì mình có thể cắt ly hợp được theo ý của mình ha. Đó. Thì một bộ lốc nồi như thế này thì nó có giá là 650 nha anh em, 650 chưa bao gồm phí ship. Đó, một bộ lốc nồi côn cho Quay S 110 full set đầy đủ phụ kiện, không cần chế cháo gì thêm hết. Đó, chính hãng của Sumraxin Đài Loan gia công. Và cho quay rim thì giá của nó khoảng tầm cũng từ 500 cho tới 650, quay rim siêu ít, tùy theo dòng xe thì giá nó sẽ khác nhau. Đó, màu sắc thì cũng như nhau nha anh em, màu sắc thì nó chỉ có là màu bạc xám và màu đen thôi, bạc và đen hai màu đó. Thì lốc máy cơ bản xe cũng như vậy, anh em muốn màu khác thì về sơn lại, hoặc là chuyển cọc trước bên mình sẽ sơn theo màu chỉ anh em, ví dụ như màu đồng hay là màu lông chuột như thế nào đó. Mọi thông tin đặt hàng hay là tư vấn thêm, anh em mở phần mô tả video này phía bên dưới ha, có đầy đủ thông tin của mình. Ok, video kết thúc ở đây, cảm ơn anh em đã xem video ha. Nếu thấy hay là cho mình một subscribe và nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi các video mới mà mình ra sắp tới. Ok, bye bye anh em.